Tập 1. Thông báo kết quả cuộc thi. Lại rớt rồi. Trịnh Bách Húc, anh ta ký với Star rồi. Một năm trước, người cùng tham gia thi tuyển tài năng với tôi, giờ đây đã trở thành ngôi sao mới lấp lánh. Còn tôi vẫn đứng ở ngã tư cuộc đời. Star Entertainment sẽ trở thành khoảng trời âm nhạc của mình chứ. Thật mong mỏi. Cắt. Dừng. Mấy dancer kia có được không vậy? Ăn cơm no chưa? Có nhảy được hay không? Không nhảy được thì cút cho tôi. Anh biết ăn nói không vậy? Sao lại nói chuyện với người ta như vậy chứ? Xem kìa, xem kìa. Xin lỗi anh Húc, tôi cũng vì đuổi tiến độ mà. Cái này chẳng liên quan gì đến tiến độ hết. Thứ nhất, anh là một đạo diễn mà chẳng chuyên nghiệp chút nào. Thứ hai, anh không hiểu cách tôn trọng người khác. Anh Húc, trách tôi được chưa? Chủ yếu là do tôi hơi nôn nóng. Trách tôi. Giờ anh đi xin lỗi với họ. Nói xin lỗi ngay đi. Lát nữa đi mà. Nói ngay bây giờ cho tôi. Được, được, được. Mấy anh em xin lỗi nhé. Chúng ta tranh thủ thời gian làm lại lần nữa. Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi nha. Nào các tổ, chuẩn bị. Chúng ta làm lại lần nữa. Anh Húc uống nước. Tôi không uống. Mời vào, cảm ơn. Chào anh chị à. Xin chào. Cô không biết gõ cửa sao? Không có phép tắt. Quay lại, không sao. Dương Chân Chân đúng không? Chào mừng em đến ứng tuyển Star Entertainment. Chị là Úc Hồng, giám đốc quản lý ở đây. Đây là giám đốc kế hoạch tuyên truyền Lưu Nghị Nam. Chào giám đốc Úc, chào giám đốc Lưu. Ngồi xuống đi, tự giới thiệu xem. Em tên là Dương Chân Chân, từ quê lên. Em rất thích ca hát. Lúc nhỏ mẹ của em nói, lúc em vẫn chưa biết nói là đã bắt đầu ngâm nga. Hơn nữa, em rất thích biểu diễn trước mọi người. Có thể coi giường là sân khấu, nhặt một củ cải là micro. Lúc đi học, giáo viên đang giảng bài. Em ở dưới chép lời bài hát, nhìn ảnh của ca sĩ em thích. Ước mơ có một ngày mình cũng có thể đứng trên sân khấu hào quang mênh mông như họ. Lúc cấp 3, em học tập sa sút. Mẹ của em nghĩ ca hát đã ảnh hưởng đến việc học tập của em, nên đã xé hết sổ nhạc của em, còn không cho phép em hát nữa. Vì chuyện này mà không biết em với mẹ đã cãi nhau bao nhiêu lần. Sau đó cuối cùng cũng lên đại học. Em tham gia một câu lạc bộ hợp xướng ở trường, ngày nào cũng luyện hát với các bạn. Có một học kỳ em còn được làm hát chính. Đó là lúc em hạnh phúc nhất. Mỗi buổi tối mọi người đã ngủ rồi, một mình em trốn trong chăn, cầm đèn pin lén lén viết nhạc. Lúc đó em đã quyết định phải tham gia cuộc thi tuyển tài năng. Mặc dù em cũng không biết mình có thiên phú đó không, dù sao thì thử xem vậy. Nhưng lúc em thật sự tham gia cuộc thi mới phát hiện ra thật sự có quá nhiều người hát hay.
Trình độ của em chẳng xuất chúng chút nào, thường bị giám khảo phê bình, nói em không có tương lai. Thật sự lúc đó em rất là buồn, nhưng mà em cũng không thể từ bỏ ước mơ âm nhạc của mình, đúng không? Sau đó em đi xe lửa đến Bắc Kinh, tham gia đủ loại cuộc thi, mong mình sẽ có ngày thành công. Bắc Kinh là nơi mơ ước của tất cả những người làm âm nhạc. Đáng tiếc ông trời vẫn không chiếu cố cho em. Đến giờ em đã tham gia 7-8 cuộc thi tuyển tài năng rồi, nhưng đến vòng sơ tuyển cũng khó mà thông qua. Được rồi, được rồi, cô đang kể chuyện cho chúng tôi nghe đúng hay không? Không phải cô muốn thể hiện ý đó sao? Có ước mơ làm ca sĩ, sau đó tham gia rất nhiều chương trình tuyển chọn, vòng đầu đã bị loại đúng không? Có một lần em vào vòng thứ hai, rồi đến vòng hai lại bị loại nữa chứ gì. Không sai mà. Xem ra thật sự em rất thích âm nhạc. Không phải thích, em rất đam mê. Thật sự vô cùng đam mê luôn đó. Cô có đam mê cách mấy, chỗ chúng tôi cũng không tuyển ca sĩ. Em biết, em đến ứng tuyển trợ lý tuyên truyền. Thế nên em đã từ bỏ ước mơ ca hát của mình vậy sao? Cũng không gọi là từ bỏ, chỉ là sau khi tham gia nhiều cuộc thi như vậy, em thấy có thể thật sự mình không có thiên phú để làm ca sĩ, nên muốn an ổn làm việc vậy. Nhưng mà vẫn muốn làm công việc có liên quan đến âm nhạc, bất cứ chuyện gì cũng được. Thế nên em rất mong đến Star Entertainment. Em rất thích ca sĩ ở công ty các chị. Em xem, cũng y hệt mấy người trước, đều muốn vào công ty chúng ta làm. Có cơ hội còn có thể hát, theo đuổi tham vọng. Anh đã nói rồi, mấy người từ cuộc thi tuyển chọn ra không thể dùng, phải dùng sinh viên ban tự nhiên. Lúc đại học em học kỹ thuật máy tính. Tôi vừa mới đọc xong hồ sơ của cô. Đại học gì đó của cô tôi còn chưa nghe nói đến. Máy tính gì? Cô có học vũ đạo ca hát gì đó? Cũng không có cần. Không cần thứ này được không? Lúc tốt nghiệp đại học, em đứng thứ 8 cả lớp. Em còn mang theo kết quả học tập. Anh có thể xem thử mà. Cứ như vậy đi. Gọi người tiếp theo. Ai đó? Anh để cho người ta nói hết đi. Giám đốc Út, nếu chị thật sự muốn cho em một cơ hội, chắc chắn em sẽ biểu hiện hết mình, trả lại cho chị một bất ngờ cực kỳ lớn luôn. Dẹp dẹp, bất ngờ cái gì? Học trò này từ đâu đến? Đừng có làm ba cái kinh khủng, kinh hãi, kinh hoàng. Cô mau quay về đi. Một lát còn, cả đống người đang đợi. Bọn chị sẽ cân nhắc nghiêm túc. Đợi điện thoại của bọn chị nha. Còn không đi? Nhìn cái gì? Nhìn thấy chưa? Cô bé này đã nhìn thấy tác phẩm của anh. Tốt biết mấy. Anh làm cái gì vậy? Vậy còn chưa đủ rõ ràng sao? Nói chuyện chính nha. Anh thấy cô bé đó thế nào? Con bé này tôi thấy rất tốt. Sức kiên trì bền bỉ này phù hợp với phòng kế hoạch tuyên truyền. Phòng kế hoạch tuyên truyền phải mặc dày mới được. Con bé này mặt mỏng quá, không có được. Nếu nói lằng nhằng với anh 5 phút nữa, không chừng anh sẽ nhận thật. Anh tưởng ai cũng mặc dày giống như anh chắc? Không phải, thái độ này em có thể nhẹ nhàng. Người tiếp theo. Người tiếp theo số 15. Theo tôi. Ai rảnh không? Khi đến trường quay giúp tôi với. Tôi giúp anh nha. Được, cảm ơn. 1, 2, 3. Đi. Đây là gì vậy? Toàn bộ là trang phục hết đó. Tất cả đều là sự sắp đặt tốt nhất. Vẫn còn đến kịp. Cắt, cắt. Xin lỗi nha. Anh không sao chứ? Xin lỗi. Mấy người là ai vậy? Xin lỗi đạo diễn, chúng tôi mang trang phục đến cho anh Hút. Không biết ở đây đang quay hay sao? Các người không thể vào từ cửa khác hả? Người của ai thế hả? Tôi đẩy anh. Anh có cảm nhận gì? Vừa nãy tôi nói với anh rồi, phải tôn trọng người khác. Anh không hiểu hai chữ này hả? Anh vẫn chưa học hay là mẹ của anh chưa vậy? Anh nói tôi biết coi. Xin lỗi, tôi quên mất. Nào nào, mau dìu xuống đi. Xem thử có bị thương chỗ nào không. Nào nào, nghỉ ngơi một lát. Mọi người nghỉ ngơi đi. Lát nữa quay sau. Chúng ta làm lại lần nữa. Anh Hút uống nước. Chỉ biết đưa nước cho tôi đúng không? Đưa điện thoại cho tôi đi. Nhưng chị Tôn nói em phải giữ điện thoại giúp anh, sợ anh đăng Weibo bừa bãi. Tôi có nói tôi muốn đăng Weibo chưa? Đưa điện thoại cho tôi nhanh đi. Nhưng mà nếu em đưa cho anh, đến lúc đó em lại bị bắn nữa. Được rồi, được rồi. Thôi cầm đi đi, được không? Giờ tôi đang rất khó chịu đó. Đừng để tôi nhìn thấy cô, được không?
Tiểu Giảng, để đó đi. Anh Húc, trang phục của năm nhà tài trợ đến rồi, tổng cộng 23 bộ, anh muốn thử chút không? Tiểu Giảng, chúng ta có thể có khả năng quan sát chút được không? Trịnh Bách Phúc, xin lỗi nha, vừa nãy làm phiền anh ghi hình. Anh không quen tôi nữa hả? Là tôi nè, nhớ không? Xin lỗi nha, không nhớ rõ, không có tâm trạng nữa. Dạ xin chào. Xin hỏi những trang phục biểu diễn này để ở đâu vậy? Để ở cửa đi. Cảm ơn. Tiểu Cao, cậu biết sửa máy tính không? Có ai sửa được máy tính hay không? Máy tính nghe demo, chủ giám đốc đổ hư rồi, có ai sửa được hay không? Dạ tôi biết. Cô là người ứng tuyển hôm nay đúng không? Cô biết sửa máy tính hả? Lúc đại học tôi học kỹ thuật máy tính, thế nên đã từng làm thêm sửa máy tính. Được, vậy theo tôi. Dạ. Thường nhiên những thứ cậu nói mình đều hiểu hết, nhưng nhiều năm nay cậu cũng nhìn thấy sự thay đổi của anh ấy đã trở thành một mối lái thực thụ. Chào giám đốc Đỗ. Được rồi, mình đến công ty rồi. Một lát nói sau với cậu nha. Tắt máy trước. Quả thực hôm đó bạn mình đã nhìn thấy anh ấy đi chung với một cô gái. Mình biết rồi, mình biết nó không là gì hết. Thường nhiên ba chúng ta đã chơi chung với nhau nhiều năm rồi. Đỗ Quyển tin mình là người thế nào, cậu hiểu rõ hơn ai hết mà. Năm đó lúc mình lấy Trần Thiên Hạo, anh ấy chẳng có cái gì hết. Mình không cầu danh cũng chẳng cầu lợi, cưới anh ấy không hề do dự. Mình vì điều gì? Mình chỉ muốn theo đuổi một tình cảm thuần khiết thôi. Nhưng bây giờ thì sao? Tình cảm này biến chất rồi. Thật sự mình không muốn nữa. Cô là ai? Sao cô vào được đây? Ai cho cô vô? Cô không phải nhân viên của công ty chúng tôi. Em tên là Dương Chân Chân à. Mặc dù bây giờ em vẫn chưa phải nhân viên của chị, nhưng mà em đã ứng tuyển. Họ đã bắt đầu bảo em sửa máy tính cho chị. Cô đã nghe hết những gì tôi nói khi nãy rồi đó hả? Dạ không. Cô định đứng ở đây bao lâu đây? Máy tính mới sửa xong mà. Bây giờ em đi ngay. Đợi chút. Vừa nãy cô bảo cô tên gì? Em tên Dương Chân Chân. Chân trong thật giả. Em sẽ không nói linh tinh đâu. Em ra ngoài đi. Bộ đồ hôm qua mình cất công chuẩn bị cho cậu, rốt cuộc cậu có mặt hay không? Nguy hiểm trùng trùng, lát về kể cho nghe. Hạ Viên, mở cửa đi. Cậu về rồi hả? Được, 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 tới ngay. Cậu đợi chút nha, đợi chút. Đến rồi. Trở về rồi. Mình đã chuẩn bị cho cậu một bất ngờ, nhắm mắt trước nha. Nhắm rồi hả?
Chào mừng về nhà. Vào đi. Vào đi, vào đi. Không được mở mắt đó. Cẩn thận, cẩn thận. Ở đây, bậc thang, lên. Được. Đứng yên, đừng nhúc nhích. Đứng yên. Không được mở mắt đó. Bạn Dương Chân Chân, mình biết cậu đã trải qua thất bại hết lần này tới lần khác, tổn thương hết lần này đến lần khác, nhưng mà không sao hết, thất bại là mẹ của thành công mà. Mình mong con đường sau này của cậu giống như con đường trải đầy hoa, sắc màu sặc sỡ, thơm ngát rực rỡ. Còn nữa, tốt nhất là phía cuối con đường còn có một chàng bạch mã hoàng tử đang đợi công chúa Chân Chân của chúng ta. Thế nào, chịu không? Yes, I do. Đeo nhẫn vào đi. Mơ hả? Làm gì có thứ đắt như vậy? Mình đã chuẩn bị một gậy phép thuật. Mong tất cả thất bại và trắc trở trước đây của Chân Chân đều biến mất hết. Nghênh đón cậu ấy là rực rỡ và tuyệt vời. Xin chào, thực phẩm tươi sống Kinh Đông. Chào anh, đến đây đi. Được. Đây là thực phẩm tươi sống của Kinh Đông. Chị kiểm tra giùm tôi. Được. Tiểu Giản, cô qua đây chút đi. Cô nghe thử giúp tôi. Bài này tôi dùng rap có hay hay không? Just sugar for you, you know I'm making. 年轻只 request, so I fly against the traffic. 你比我提前经历了太多人生, alright, I gotta have to say goodbye. Thế nào, có cảm giác hay không? Cảm giác gì ạ? Em không hiểu cho lắm. Nghĩa là cô nghe một bài hát, chẳng lẽ cô không có cảm nhận gì hay sao? Dạ, xin lỗi anh Hút. Anh biết mà, em không có rành về ca hát. Không hiểu cũng không sao. Có hay hay là không? Dạ hay. Được. Cô đi làm việc đi. À đúng rồi anh Hút. Hôm nay giám đốc Lưu lại mắng em, nói anh đang quay bô linh tinh. Bảo sau này anh đừng đăng linh tinh nữa. Lưu Nghị Nam này không cho tôi ra ngoài chơi, cũng không cho tôi lên mạng. Hắn đã coi mình là người giám hộ tôi thiệt sao? Nghĩ nhiều quá rồi đó. Chị Tôn nói em cũng không nên đưa điện thoại cho anh. Cô ta không hài lòng thì cô bảo cô ta đến nói chuyện với tôi. Còn nữa, nếu Lưu Nghị Nam mắng cô cứ cãi lại cho tôi. Nó quay bô cho tôi tự đăng. Hiểu chưa? Sao mà em dám? Giám đốc Lưu mà mắng người là dữ lắm đó. Nghe nói anh ấy còn đánh người nữa. Cãi với anh ấy trừ khi em không muốn sống nữa. Cô phải biết cô là trợ lý của tôi. Lúc nào cô cũng phải đứng trên lập trường của tôi để suy nghĩ, giải quyết vấn đề, chứ không phải đứng về phía họ, nói giúp họ, hiểu chưa? Nhưng mà em không dám đắc tội với ai hết. Đúng rồi, còn nữa, sau lần trước Lưu Nghị Nam biết tôi đến quán bar, có phải là cô nói hay không? Không có, không có, em đâu có nói. Cô chắc hay không? Em không nói thiệt mà. Đi làm việc đi. À đúng rồi,
Lần trước tôi có mua một cái khăn choàng, không hợp với tôi lắm. Nếu cô thích thì vào phòng tôi lấy dùng đi. Đắt quá. Cô có muốn hay không? Dạ em muốn. Em đi ép nước trái cây cho anh nha. Lưu Nghị Nam lại còn làm căng với mình. Còn cử một người gà mờ khác để qua mắt mình. Mình mà không đăng Weibo tung chút tin gì đó mới lạ. Rồi sao nữa? Sau đó cậu đã vào trường quay luôn hả? Mình còn gây họa nữa. Bất cẩn làm diễn viên, nhảy phụ họa bị ngã. Vậy có người mắng cậu không? Hình như không có. Vậy thì cậu tốt rồi. Nhưng mà chúng ta nói chuyện chính đi. Cậu có gặp được siêu sao đó hay không? Thế nào? Người đó thật sự có siêu đẹp trai, siêu hấp dẫn hay không? Gặp được rồi. Đang tập nhảy, hình như quay MV. Thì dù sao mình cũng ghét. Dương Chân Chân, cậu còn ghét người khác nữa đó hả? Như vậy không đúng nha. Có phải có chuyện gì hay không? Nói đi. Mình cho cậu biết, cái tên đó cực kỳ kiêu luôn đó. Không coi ai ra gì hết. Thật sự là lúc nào cũng chỉ có một biểu cảm. Xem người nghệ sĩ thế nào thì phải xem trợ lý của anh ta. Cậu biết cái gì gọi là căm như hến không? Cậu xem, sớm muộn gì cũng bị hắn hành chết. Cái này có là gì? Người ta là thần tượng mà. Thần tượng kiêu chút rất bình thường thôi. Nếu mình thành ngôi sao rồi, đoán chừng mình cũng kiêu hơn nữa. Không nói với cậu nữa. Mình xem thử Weibo của anh ấy có đăng gì mới hay không. Dương Chân Chân, Dương Chân Chân, anh ấy đăng thật rồi kìa. Đã đăng chuyện MV ấy lên rồi. Xem thử đi. Xem anh ấy đăng gì nè. NG vô số lần, đủ trục trặc không ngờ đến. Khi nào mới có thể gặp được ekip chuyên nghiệp nhỉ? Mình nói này, hôm đó mà cậu chỉ nghe tiếng thôi, cậu đã biết đạo diễn vũ đạo đã ngã thảm cỡ nào. Trịnh Bách Hút này thật sự khác với người khác. Bình thường vào lúc này, ngôi sao đều sẽ đăng thăm hỏi các thứ. Anh ấy đúng là có gì nói đó. Đạo diễn đó trường quay mắng người rất ghê gớm. Có điều hình như chỉ có anh ta đỡ người ta một tay thôi. Vậy chứng minh anh ấy rất thẳng thắn, con người rất là tốt. Dù sao cũng là con nhà giàu mà, nên nói chuyện quên quang. Anh ấy đăng Weibo như vậy, đến lúc đó lại dễ bị bôi xấu. Cậu thử xem có bao nhiêu người nói xấu anh ta. Không tính nói xấu, cậu chỉ xem anh ta có bao nhiêu gói biểu cảm thôi. Đúng là nhiều thiệt luôn đó. Cậu xem thử đi. Cái này buồn cười quá đi. Chân Chân, đến lúc đó nếu cậu được vào Star Entertainment gì đó thì cậu có thể gặp được gói biểu cảm sống mọi lúc mọi nơi. Cậu thôi đi nha. Nếu mình vào thật thì chắc chắn mình phải cách xa hắn 80 mét, bằng không sẽ bị hắn hành chết. Vì sao? Không phải trước đây cậu với anh ấy cùng tham gia cuộc thi tuyển chọn gì đó sao? Cũng coi như một nửa người quen. Mình nói cho cậu biết, lúc đó tham gia tuyển chọn mình còn đưa mic cho hắn. Nhìn hắn bây giờ đúng là hễ thành ngôi sao rồi thì không coi ai ra gì hết trơn. Hôm nay mình chào hỏi trực tiếp, hắn còn chẳng thèm nhìn mình một cái. Cậu biết mình xấu hổ cỡ nào không? Không phải rất bình thường sao? Nếu mình mà thành ngôi sao rồi, mình cũng rất muốn tránh xa những người bạn thổi hàng di đó, để mất công mình nhớ đến những chuyện đau khổ trước kia. Anh để toàn bộ tương lai của công ty lên một nghệ sĩ. Em thấy làm như vậy không ổn. Chuyện này anh đã giải thích nhiều lần, anh không muốn nói nữa. Cậu ta tư chất bình thường lại còn nói xấu. Để sau khi nổi tiếng anh sẽ rất khó kiểm soát. Những điều này anh đã cân nhắc hết. Ở cậu ấy có thứ anh vừa ý nhất. Anh đâm thầm làm việc với người tổ chức, nâng cậu ta lên vậy. Có bao nhiêu người có giọng tốt hơn cậu ta, như vậy là cực kỳ bất công với họ. Giọng tốt là có thể nổi. Bản thân em là ca sĩ, em có tin câu này không? Chính vì trước đây em đã trải qua sự bất công như vậy, thế nên em không muốn xuất hiện chuyện như vậy nữa. Chính vì anh cũng từng gặp sự bất công như vậy, thế nên anh biết nắm giữ quyền chủ động mới là quan trọng nhất. Alo. Dân xin chào.
Thật sao? Được, 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 được. Tôi hôm nay tôi đến trình diễn ngay ạ. Hạ Duyên. Hôm nay Star Entertainment kêu mình chính thức đến trình diễn đi làm. Tuyệt vời. Bước đầu tiên thay đổi số mệnh, thuận lợi đến nỗi hơi không tin nổi luôn. Thứ đang đợi mình phía trước sẽ là cái gì đây? Tôi đã nói với các người bao nhiêu lần, đừng để Trịnh Bách Hút tùy ý đăng Weibo. Ít nhất hãy kiểm tra ngôn từ của cậu ấy trước khi đăng. Mấy người gánh cái mông trên vai đó hả? Sao lại không ghi nhớ vậy? Tự xem đi. Giờ trên mạng đã mắng thành thế nào rồi? Tiểu Giảng, không phải tôi đã dặn cô rồi hay sao? Sao cô lại không để tâm đến công việc vậy? Chị Tôn mà, ngày nào em cũng nghe anh ấy mắng hết. Em đâu có dám bảo anh ấy nghe lời em. Mắng quần chúng cũng thôi đi. Cô xem cậu ấy nói thế nào, khi nào mới có thể gặp được một ekip chuyên nghiệp, được không? Chỉ câu này thôi đã đắc tội toàn bộ ekip rồi. Còn nữa nha, lần trước có một phóng viên chỉ hỏi cậu ấy mấy câu không thích hợp lắm, cậu ấy đã mắng hết mấy công ty truyền thông luôn, làm tôi phải đi lấy lòng người ta. Mời mấy tổng biên tập ăn cơm tôi dễ lắm chắc. Công ty chúng ta đâu phải chỉ có mỗi cậu ấy làm nghệ sĩ, phòng kế hoạch tuyên truyền chúng ta làm gì thế nào nữa. Bản tính của anh ấy dễ bị người ta bêu xấu, nói chuyện không suy nghĩ. Cô còn cười với tôi nữa hả? Sao không biết lớn chuyện vậy? Cậu ấy không suy nghĩ, mấy người cũng không suy nghĩ hay sao? Sáng nay đạo diễn Từ quay MV đó đã gọi điện thoại cho tôi. Câu nào cô nấy bức ép tôi, nói tôi là giảm ekip của anh ta để nâng Trịnh Bách Hút, nói tôi lăng xê bất chấp. Cô nói xem tôi đã chọc trúng ai chắc? Anh Lưu, Hút Hút chúng ta không hiểu chuyện, gây phiền phức cho anh rồi. Nhưng mà em biết anh tài giỏi mà. Cho dù là em bé đang nhiễm ở châu Phi qua tay của anh, đảm bảo cũng tẩy cho trắng mềm. Anh nói xem có đúng hay không? Cô đừng có tân bốc tôi, vô dụng thôi. Nói cho mà biết, nếu cậu ấy còn để bị bêu xấu như vậy thì tôi thật sự không có khả năng thanh minh. Biết không, cậu ấy làm như vậy có ích gì cho cậu ấy chứ? Em đã nói với Hút Hút nhiều lần rồi, nhưng mà anh ấy không chịu nghe. Em cũng không thể nào trong anh ấy 24/24. Tóm lại các cô đều có lý hết. Phòng kế hoạch tuyên truyền chúng ta vất vả tạo dựng hình ảnh cho cậu ấy, một bài đăng đã khiến cho chúng ta đổ sông đổ biển. Vậy anh nói xem làm sao đây? Hay là anh đi tìm anh ấy nói chuyện coi? Hễ có việc là tìm tôi, chuyện gì cũng hỏi tôi làm sao đây? Tôi... Hai người ra ngoài đi, tôi mệt quá, tôi yên tĩnh chút đi. Là cô hả? Chào giám đốc Lưu. Giám đốc Đỗ bảo em đến trình diễn với anh nè. Được, tên Dương Chân Chân đúng hay không? Đúng là không nhìn ra. Sau lúc phỏng vấn không cho tôi biết cô có quan hệ với giám đốc Đỗ. Lúc đó em vẫn chưa quen giám đốc Đỗ. Không quen? Không phải chứ. Cô không quen giám đốc Đỗ, sao cô ấy đặc biệt dặn dò tôi phải gặp riêng cô một lần vậy? Có thể là vì em biết sửa máy tính à? Sửa máy tính? Hai người không quen đúng hay không? Tôi mặc kệ hai người có quen hay là không, hay là đã quen như thế nào, cô có thể tạo dựng quan hệ với giám đốc Đỗ, chứng tỏ cô có năng lực. Phòng kế hoạch tuyên truyền chúng tôi cần nhân tài giống như cô. Sau này hãy dùng sự lanh lợi đó vào công việc tuyên truyền nghe chưa? Dạ được. Bây giờ tôi có một công việc khá có tính thử thách. Nếu cô có thể hoàn thành tốt, vậy chứng tỏ cô có năng lực nhất định rồi. Cô có chịu đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ à? Tôi là trợ lý của cô hay là cô là trợ lý của tôi? Lần sau cô còn quên mang chìa khóa, tự cuốn gói đi đừng đi làm nữa nha.
Cô là ai vậy? Tôi là Dương Chân Chân. Dương Chân Chân. Người hôm qua làm ngã bạn nhảy với tôi là cô sao? Lúc đó tôi bất cẩn thôi mà. Thực ra chúng ta đã quen nhau từ trước rồi. Thảo nào thấy hơi quen quen nha. Cô không phải fan của tôi chứ? Cô là Ba Baraji đúng không? Theo vào rồi hay sao? Giờ cô đang xâm phạm chỗ ở, cô có biết hay không? Tôi có thể kiện cô đó. Tôi vừa không phải fan, cũng không phải Ba Baraji đâu. Chúng ta là đồng nghiệp mà. Tôi là người có phòng kế hoạch tuyên truyền. Giám đốc Lưu bảo tôi đến bàn bạc chút chuyện với anh. Lưu Nghị Nam cử cô tới đây. Giờ tôi không có tâm trạng, cô có thể đi. Nếu có chuyện gì cần bàn giao thì bảo Lưu Nghị Nam đích thân đến đây nói với tôi. Tôi không có quen cô, vì sao tôi phải nói chuyện với cô? Không phải đâu. Lúc ra ngoài nhớ đóng cửa kỹ giùm tôi, đừng làm hỏng đồ của tôi đó. Không phải. Giám đốc Lưu bảo tôi cho anh biết, tuyệt đối đừng đăng Weibo, đăng WeChat, cũng đừng đăng nhập tài khoản ở bất cứ trang công cộng nào. Nếu anh muốn nói bất cứ chuyện gì, anh ấy có thể viết ra cho anh, được không? Dương Chân Chân, tới đây, tới đây. Nhanh. Nhìn thấy chưa? Anh ta muốn đăng tin tức hậu trường gì hả? Cô cũng bình tĩnh thật. Cô còn quan tâm tin hóng chuyện nữa chứ. Tôi nói cho cô biết, hãy cậu ấy mà đăng tin tức thì chẳng nói tốt câu nào, toàn là bơm thôi. Tôi bảo cô đi chuyển đời mà. Cô đã nói cái gì kích thích cậu ấy như vậy hả? Em đâu có khích anh ta. Không thể nào. Cô không khích mà cậu ấy đăng bài như vậy hả? Cô tường thuật lại cho tôi ngay. Tường thuật. Anh ta nói không có tâm trạng để ý tới em rồi đi mất. Sau đó thì sao? Sau đó anh ta vô phòng đóng cửa luôn. Em sợ anh ta không nghe thấy nên mới hét lớn ngoài cửa những gì anh muốn nói với anh ta. Cô hét lớn với cậu ấy, đúng không? Em nói lớn với anh ta chỉ vì để anh ta nghe thấy, không có bất cứ ý thiếu lịch sự nào hết. Được, cô quá giỏi luôn đó. Cô dám hét lớn tiếng với cậu ấy. Cô biết người lần trước hét lớn tiếng với cậu ấy có hậu quả gì hay không? Chưa nói hết đã bị đuổi việc rồi. Cô biết chưa? Cô gây ra quả lớn như vậy. Dương Chân Chân, tôi đuổi việc cô cũng là nhẹ cho cô rồi. Vì sao lại đuổi việc em? Em đã làm sai cái chuyện gì? Cô còn trả treo với tôi nữa. Tôi đuổi việc cô thì sao? Nhiệm vụ đơn giản như vậy, tôi chỉ bảo cô chuyển lời thôi. Đừng để cậu ấy đăng Weibo, đừng đăng bừa bãi. Giờ thì hay rồi, mới một tiếng đã lên lịch đăng bài rồi đó. Đây là hoàn thành nhiệm vụ của cô đó hả? Cô đang đưa nhiệm vụ cho tôi đó. Vậy nếu anh ta có hiểu lầm về em thì em giải thích thế nào? Người còn không tìm được, cô đi đâu giải thích đây? Điện thoại không nghe, quy chắc không trả lời. Người đâu? Còn giải thích cái gì? Vậy nếu như anh ta vì em lớn tiếng mà phản ứng như vậy thì em thấy con người của anh ta không biết lý lẽ rồi. Dương Chân Chân, thật sự tôi phát hiện con người của cô không thể nào nói chuyện được. Vào đi. Thế nào, tìm được người chưa? Tiểu Giảng chỉ biết khóc, nói mình không biết Trịnh Bách Hút đi đâu nữa, cũng không nghĩ ra cậu ấy sẽ đi đâu. Vô dụng, ai cũng vô dụng hết. Tôi nói cho các người biết, còn hơn một tiếng nữa Trịnh Bách Hút bắt đầu ném bom rồi đó. Dương Chân Chân, cô giải quyết cho tôi nha. Em hả? Không phải cô thì là ai? Bây giờ cô có hai con đường có thể đi. Thứ nhất, hoặc là cô mau đi tìm Trịnh Bách Hút về đây cho tôi. Hoặc là không được, để cậu ấy đăng Weibo nữa. Nếu hai con đường này cô đều không đi được thì mau cuốn gói đi cho tôi luôn đi. Vậy nếu em làm được thì sao? Nếu cô có thể làm được hết, tôi không tên Lưu Nghị Nam nữa, được chưa? Lưu Nghị Nữ hả? Tôi là nam hay nữ có liên quan gì tới cô? Cô mau đi tìm người cho tôi nhanh. Lưu Nghị Nam ơi là Lưu Nghị Nam, để tôi vạch trần chuyện anh kiểm soát dư luận, làm giả lượt view, tôi xem anh trả lời thế nào.
cậu xem Weibo của Trịnh Bách Hút chưa? Anh ta nói 4 giờ sẽ tung tin. Mình biết, con người Trịnh Bách Hút dữ dằn lắm. Động chút là tung tin sốt dẻo. Toàn bộ phòng ban chúng ta đều đã hóng chuyện đây nè. Trịnh Bách Hút đúng là cứng miệng mà, chẳng sợ cái gì hết. Cậu không nhìn thấy mấy hôm trước trên mạng nói xấu anh ta thế nào, đủ chuyện luôn đó. Đọc mà cười muốn chết luôn. Mình lại rất thích con người này. Anh ta không giả vờ, có gì nói đó, hễ nói chuyện là đắc tội người khác. Hơi ngốc nghếch đáng yêu. Nếu hôm nay anh ta tung tin sốt dẻo, mình cũng thành fan của anh ta luôn đó. Đáng yêu cái con khỉ ấy. Cả ngày gây chuyện thị phi, phiền chết. Không thể nào. Không phải Weibo mình vẫn luôn ghi ở trên sao? Mình chưa từng đổi mật khẩu mà. Vì sao vậy? Được lắm. Dám hack mật khẩu Weibo của mình. Ba, hai, một. Dương Chân Chân, qua 4 giờ rồi. Trịnh Bách Hút chưa đăng Weibo. Tôi nghĩ chắc lần này cô sẽ không bị đuổi việc đâu. Thực ra tôi rất mong cô có thể ở lại đây. Tôi cũng mong vậy đó. Đến rồi, đến rồi. Cô qua đây một lát. Dương Chân Chân, rốt cuộc cô đã làm gì? Nói. Cái gì mà làm cái gì chứ? Đừng giả vờ nữa. Đến giờ Dương Trịnh Bách Hút không đăng Weibo. Theo tính cách của anh ấy, đây là chuyện không thể nào. Chúng tôi đều không liên lạc được với anh ấy. Có phải là cô đã làm gì hay không? Có lẽ là tiểu giản thuyết phục anh ta thôi mà. Cô đừng có nói nhảm với tôi nha. Rốt cuộc cô đã giở trò gì vậy? Nói. Em chỉ là xử lý kỹ thuật đơn giản thôi. Xử lý kỹ thuật gì vậy? Đổi mật khẩu Weibo của anh ta. Không, cô đã giải quyết vấn đề thô bạo đơn giản vậy sao? Cô là hacker máy tính hả? Tôi còn cách 10.000 lập trình viên mới đến hacker máy tính cơ. Nhưng mà đổi mật khẩu thì là chuyện nhỏ thôi mà. Lúc học đại học tôi thường chơi hoài à. Em cười cái gì? Giám đốc Lưu, vậy sau này em có cần gọi anh là anh nghị nữ không? Hay là chị nghị nữ? Cái gì mà nghị nam nghị nữ? Không có gì đâu, chỉ là đánh cược với cô ta thôi. Nếu cô ta có thể hoàn thành việc này thì anh sẽ đổi tên. Đó. Chào anh Hút. Hơn nữa, cô ta phải đồng ý hai điều kiện của anh. Thứ nhất, không thể đăng Weibo. Thứ hai, tìm được người cho anh. Giờ Trịnh Bách Hút đâu? Người đâu? Ông nội nhỏ của tôi. Không phải cậu chủ của tôi sao? Sao giờ cậu mới tới? Tìm cậu nửa ngày rồi. Cậu đúng là. Đừng động vào tôi nha. Tôi hỏi anh rốt cuộc là ai? Cái ai cái gì? Ai hack Weibo tôi? Hack Weibo? Ai vậy? Ai hack Weibo vậy? Tôi hỏi các người, ai hack Weibo của anh Hút? Tự đứng ra nha. Tôi biết là các người làm. Tôi biết là các người làm mà. Tôi nói cho các người biết, gây ra quả này thế nào thì bù đắp thế ấy cho tôi. Sao lại là cô nữa vậy? Ý tưởng tồi này. Đừng nói là cô đưa ra. Tôi không biết anh đang nói gì hết. Phòng kế hoạch tuyên truyền các anh đều là nhân tài. Ai cũng giả vờ vô tội hết. Anh Hút, bất giận đi. Đừng có so đo với người mới. Tôi vừa mới đưa ra kế hoạch tuyên truyền, buộc phải bàn bạc với cậu. Nào, đến văn phòng của tôi đi. Mời, mời, mời. Mời, mời. Cậu nói xem tính khí của cậu thiệt tình à. Giám đốc Lưu đúng là vua ngắt lời. Cậu nhỏ Bách Hút này rất đơn giản, không có mưu mô gì. Sao bất cứ vấn đề gì đến em là không giải quyết được, sao người khác giải quyết được? Giám đốc Lưu là lão làng rồi. Bản lĩnh của anh ấy em không học được đâu. Lúc nào em cũng mượn cớ. Được rồi chị. Chân Chân, chuyện hôm nay chị phải khen em. Xử lý rất tốt đó. Nào nào nào, ông nội nhỏ của tôi, cuối cùng cậu cũng trở về. Nào nào, ngồi đi. Ai làm chuyện này? Lao động tạm thời.
Anh đừng có mà hi hi ha ha với tôi. Lấy cái tay ra. Tay. Tôi nói cho anh biết, chuyện này chưa xong với tôi đâu. Ông nội nhỏ của tôi, cậu so đó với một đứa nhóc làm gì? Con nhóc đó làm gì không biết nặng nhẹ, còn làm tôi hết cả hồn. Yên tâm đi, chắc tôi không tha cho cô ta chuyện này. Lát nữa tôi sẽ dạy dỗ cô ta, cậu đừng có bận tâm chuyện này nữa. Là cô ta sao? Đúng không? Người mới mà, đừng có so đo nữa. Hôm nay nguy hiểm ghê, suýt chút nữa xảy ra chuyện lớn. Mau kể xem, tên sốt dẻo gì? Đây là bí mật công ty, chán chẳng buồn nói. Ngày đầu tiên đi làm, mạo hiểm quá ải. Alo, xin chào. Dạ, tôi đây. Trà sữa Lan Phương Duyên hả? Phòng thu âm đúng không? Được, đi ngay.